bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Bạn có từng muốn được giảm lương? Dù rằng việc bị giảm lương không dễ chấp nhận cả về mặt tài chính lẫn mặt tình cảm, nhưng hãy nhìn vào mặt tích cực của nó. Cắt giảm lương không đồng nghĩa với mọi thứ kết thúc. Việc cắt giảm lương hoàn toàn có thể giúp cho bạn tăng cơ hội lâu dài, điều chỉnh lại mối quan hệ, quan tâm và kỹ năng với nhiệm vụ, đồng thời cho phép bạn làm những điều mà mình yêu thích nhiều hơn. Cách này khoảng hơn 10 năm, ý tưởng về cái việc cắt giảm lương luôn bị xem là vô lý. Bởi lịch sử thu nhập tăng dần đều theo quá trình làm việc đã chứng minh rằng bạn vẫn trong guồng máy và có những bước tiến sự nghiệp. Từ đó, quan điểm của đa số người đi làm là phải nỗ lực hết sức để lương tăng cao, tăng thêm và hơn nhiều nữa. Vậy nên, khi những con số trong phiếu lương giảm xuống thì chúng ta sẽ khó lòng mà chấp nhận nó và tin rằng nó ám chỉ giá trị bản thân đang sa sút. Nhưng thời thế đã đổi thay, ngày nay sự tăng giảm mức lương là điều tất yếu có thể chấp nhận. Trong môi trường kinh tế đầy sự bất ổn, quy tắc duy nhất để xác định lương chính là không có quy tắc nào cả. Dù phải chịu tác động của xã hội luôn khuyến khích con người theo đuổi mục tiêu sở hữu thu nhập khủng, chúng ta vẫn học được một điều rằng đôi khi chấp nhận bị hạ mức lương lại thực sự là động thái nghề nghiệp khôn ngoan. Bên cạnh những lời khuyên hữu ích để biết cách ứng xử khi đối mặt với đề nghị cắt giảm lương, thì sau đây là 8 tình huống mà bạn có thể nghiêm túc cân nhắc về ý tưởng giảm thu nhập bởi vì nó thực sự thích hợp và ý nghĩa. Tình huống thứ nhất, bạn muốn giữ lấy công việc. Đôi khi được trả lương ít vẫn tốt hơn là không có lương. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi các chuyên gia tư vấn nguồn nhân lực của Hewitt Associates, 16% các công ty lớn cắt giảm lương cơ bản để vượt qua thời kỳ suy thoái. FedEx, The New York Times và Hewlett Packard chỉ là vài cái tên tiêu biểu đã chọn cắt giảm để không phải sa thải nhân viên. Thậm chí ngay cả trong ngành công nghiệp giải trí sinh lợi cao, Jay Leno cũng phải đồng ý giảm đi 50% lương để hóa giải tình hình ngân sách dành cho The Tonight Show bị thu hẹp. Cắt giảm tiền lương chắc chắn không phải là tin tốt, nhưng nhiều người vẫn xem đó là lựa chọn ít tồi tệ hơn khi tổ chức phải đối mặt với việc lựa chọn giữa giảm lương hay để nhân viên ra đi. Tình huống thứ hai, bạn muốn thay đổi nghề nghiệp. Nếu bạn luôn quá căng thẳng tại nơi làm việc, đôi khi không phải do giờ làm việc kéo dài hay khối lượng công việc quá nặng nề, thì có thể là do bạn đang làm sai công việc. Hầu hết chúng ta lựa chọn nghề nghiệp khi còn rất trẻ và thường vì những lý do sai lầm như tiền bạc hay sự khuyến khích gợi ý của người khác. Theo kết quả nghiên cứu thực hiện bởi Tower Perrins, 55% người đi làm cảm thấy có lẽ họ đang làm công việc chưa phù hợp. Vậy nên, nếu như bạn có thể xác định được một công việc hợp với đam mê, kỹ năng tự nhiên và mục đích sống của mình, đừng bỏ qua nó chỉ vì vấn đề tiền lương bổng. Hãy chia sẻ mọi thứ với gia đình, thực hiện bài toán cần thiết để giải quyết vấn đề chi phí và khi tin rằng mình có thể xoay sở, bạn hãy mạnh dạn mà thử xem. Tình huống thứ ba, bạn tìm kiếm cảm giác trọn vẹn. Nếu công việc khiến bạn phải chịu đựng vì quá nhàm chán hay kiệt sức, bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc bất kể lương cao đến như thế nào. Và khi đã cố gắng hết sức cũng không thể giải cứu bản thân ra khỏi công việc nhàm chán, hãy mở lối đi mới. Tom Lowe, cựu giám đốc tài chính của Restoration Hardware, Safeway and Ostgivis, đã từ bỏ vị trí có được nguồn thu lợi cực lớn để chuyển sang làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận East Midwest. Cơ quan hỗ trợ những người ở châu Á gặp khó khăn bằng cách cải thiện tình trạng chăm sóc sức khỏe, nước sạch và vệ sinh. Phải thừa nhận rằng không phải ai cũng đủ có được sự may mắn để tùy ý chọn điều mình thích. Nhưng nếu như có thể tìm được một công việc tạo cho bạn cảm giác rằng mình rất muốn làm nó ngay, ngay cả với mức lương thấp, bạn cũng sẽ củng cố hơn niềm tin cho câu nói tiền không mua được hạnh phúc. Tình huống thứ tư, bạn muốn có thêm cơ hội thăng tiến. Bất kể bạn tin hay không, thực tế vẫn cho thấy rằng có những tình huống khi biết chấp nhận lùi một bước trong vấn đề lương thì sẽ giúp ta tiến thêm hai bước về thành công phía trước. Nếu bạn cũng tin rằng việc giảm lương sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn trong tương lai, hãy cho phép nó diễn ra. Hoàn toàn có ý nghĩa khi mà bạn quyết định chuyển từ một tổ chức nhỏ sang một bộ máy lớn hơn có nhiều cơ hội lớn hơn, tổ chức mạnh mẽ hơn hoặc ngành nghề mang lại nhiều kỹ năng và kinh nghiệm mới hơn, đặc biệt là khi nó không đòi hỏi chuyên môn cụ thể theo ngành. Để xác định xem việc giảm lương có đáng hay không, hãy dự kiến về tổng quát những gì mà bạn có thể đạt được trong tương lai. Thu nhập thấp hơn giống như một liều thuốc đắng khó nuốt trong ngắn hạn, nhưng làm việc chăm chỉ và sự cải tiến hoàn toàn có thể giúp cho bạn kiếm được nhiều hơn trước chỉ trong một thời gian ngắn. Điều quan trọng là bạn hãy tự đo lường mức bình quân của thị trường để có sự yêu cầu tăng giảm phù hợp nhất.
Tình huống thứ 5, bạn muốn bắt đầu kinh doanh. Khi muốn tự mình bước ra ngoài khởi sự kinh doanh, hãy nhận thức rằng thu nhập của bạn sẽ giảm đáng kể trong một khoảng thời gian. Thực tế, hầu hết nghiên cứu cho thấy thường mất khoảng 5 năm để một doanh nghiệp mới đạt được thành công và tận hưởng những lợi nhuận bền vững. Nếu như bạn có thể phát triển một kế hoạch kinh doanh chặt chẽ, đồng thời có thêm nhiều khoản tiết kiệm nhằm giữ cho thuyền của mình không đắm và đủ bền bỉ để vượt qua những vùng nước xoáy, về sau này bạn có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhiều người đã chứng minh rằng bất kỳ khoản lương nào bị cắt giảm để họ trở thành chủ của chính mình là đều xứng đáng. Tình huống thứ 6, bạn muốn chuyển chỗ ở. Kiếm được thu nhập tại thành phố lớn nhưng ghét sống ở khu vực đô thị. Chấp nhận bị giảm lương trong trường hợp muốn thay đổi vì lối sống là đáng giá. Đừng e ngại nếu bạn muốn chuyển đến một địa phương khác phù hợp nhất với ngân sách, cá tính và những mối quan tâm của mình. Tái định cư tại một khu vực có mức sống thấp hơn thì chắc chắn tiền lương của bạn sẽ bị giảm xuống. Tuy nhiên, tin tốt ở đây là theo đó sinh hoạt phí cũng sẽ ít đắt đỏ hơn. Kết quả là cuối cùng bạn sẽ có nhiều cơ hội để dành dụm và tích lũy tài chính. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể định giá cho nơi mình sống. Tình huống thứ 7, bạn muốn cải thiện mức độ cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Một khảo sát được hoàn thành bởi MomCorps đã cho thấy gần một nửa dân số, khoảng 45% người trưởng thành đang làm việc tại Mỹ sẵn sàng từ bỏ một tỷ lệ phần trăm nhất định tiền lương của họ để đổi lại lấy sự linh động. Miễn là bạn vẫn có thể làm việc, chuyện giảm thu nhập vẫn có giá trị khi mà bạn làm việc từ xa, tại nhà hay theo giờ giấc linh hoạt. Lịch làm việc như thế cho phép bạn chăm sóc người thân tốt hơn, đồng thời có thể dành thêm nhiều thời gian cho những điều mà mình thực sự quan tâm. Và sau tất cả, trước khi từ giã cõi đời, sẽ không có ai nói rằng tôi ước gì mình đã dành nhiều thời gian hơn để ở văn phòng làm việc. Tình huống thứ 8, bạn muốn rút ngắn việc đi lại. Không dễ dàng gì để sở hữu được một công việc riêng, nên khi đã tìm được, mọi người sẽ dốc hết sức lực để giữ lấy nó. Điều này đôi khi còn có ý nghĩa là mỗi ngày bạn phải di chuyển một đoạn đường dài đằng đẵng mới đến được nơi làm việc. Nếu như bạn đang sống ở những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ hình ảnh mỗi sáng dòng người đổ xô từ các quận huyện ngoại thành, thậm chí là các tỉnh lân cận vào trung tâm thành phố làm việc hẳn là không xa lạ. Rồi lại có một dòng người di chuyển ngược lại vào buổi chiều tối. Tổng thời gian và năng lượng mà chúng ta bỏ ra cho việc di chuyển trên các chặng đường dài khói bụi và vướng lại trong những buổi kẹt xe nếu có thể tính toán ra thành tiền hẳn sẽ gây choáng ngợp. Tất nhiên, vô vàn hệ quả xấu kéo theo đó tác động rất lớn đến tinh thần lẫn hiệu suất làm việc là điều không thể phủ nhận. Đừng đánh giá tình trạng này chỉ ở góc độ tâm lý hay sức khỏe, sự thật là nó còn ảnh hưởng đến tài chính nữa. Cần khách quan khi cân đo giá trị hai công việc một cách toàn diện. Đôi khi, một công việc trả lương thấp hơn nhưng gần nhà bạn hơn, di chuyển dễ dàng hơn sẽ đem đến cho bạn mức thu nhập thực nhận cao hơn và cơ hội tiết kiệm được nhiều hơn. Vì vậy, bất cứ khi nào mà cái giá bạn bỏ ra để di chuyển đến công ty bắt đầu khiến bạn đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì công việc, đó chính là lúc bạn nên mạnh dạn tìm kiếm công việc mới phù hợp hơn. Dám làm điều này, bạn sẽ để dành được nguồn năng lượng đáng kể và tích lũy nhiều niềm vui hơn. Theo Career Builder, Trí Đức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.